vé tới số rồi. Nếu không có bão sông, nơi đâu là chốn yên bình? Nếu không có bóng đêm, còn đâu nơi ánh mặt trời? Nếu không có nước mắt, còn đâu nước trên môi nụ anh Hoàng? Cũng được. Hãy giữ tròn đức tin, ta sống vì mọi người. Có phải thử bộ cười được hết không? Em nói đúng không? Em đúng không? Trước mặt trời chân lý. Chị có thể làm ghé vào được không? Quý tất cả gì muốn? Mày dám cả gan cản đường tao hả? Đúng. Anh chạy không thoát được. Cho là hai ông bà nhà báo này quá liều lĩnh rồi. Bây giờ cậu ở đây gọi cho sếp xin tiếp diện, còn tôi á theo dõi để coi xem sao. Anh tính đi bộ hả? Biết bao xa? Xa mấy cũng phải chịu. Đi xe vào chúng phát hiện sao? Cứ làm vậy nha. Dạ. Đây nè anh, xuống anh. Chạy xích vô đó đó, đó đó đó, chỗ đó đó. Từ từ nha. Tới rồi. À, bây giờ tôi dắt anh với chị đi vô trong đó nghe. Nghe anh. Đi. Đi chị. Đó, bên đó đó anh chị. Nè, chỗ này nữa nè. Đó, anh chị thấy không? Của nó không đó. Cô đẩy lớn quá. Vậy đến cả chục hecta đó chứ. Nó đâu có mua một lần. Mỗi lần đi cướp về là nó mua một ít. Tích lũy dần có diện tích như hiện nay nè. Vậy là anh chồng của chị cướp đã lâu rồi hả? Anh ấy có giết ai không? Sao tôi biết được? Chuyện của ông Bóc không có liên quan tới tôi. Chỗ chị thấy chôn đồ là ở đâu? Dưới một góc cây mì á, giữa đám rẫy á. Nó đi quanh co rồi tôi lén theo. Đâu biết góc nào. Mà công an ra tay á, thì họ lật từ góc mì lên. Lo gì mà không gặp. Mà có đặc điểm gì quanh đó? Nó có làm dấu gì hay là quay trở lại đúng chỗ không? Chị cố nhớ tôi xem. Đứng yên mày. Anh Phúc. Con mẹ là anh ngu như heo. Biết được cái gì? Em đừng sợ. Anh Phúc, sao tới đây vậy? Sao mày ngu vậy? Mày chỉ cần nói thôi. Mày dụ tụi công an tới đây làm chi? Hả? Bây giờ công an đang trên đường tới đây đúng chưa? Mày đúng là cái thứ ngu si nè. Tưởng chi thì phát triển. Mày chỉ làm gói ôm thì sướng hơn.
Cũng may là anh Phúc sáng nay kêu hai thằng đàn em đi theo dõi lúc mà chị đi đó. Anh Phúc mới kêu hai thằng đàn em bám theo chị đến ngã ba mới đứt đuôi, mà chị cũng đâu biết gì đâu. Tụi công an tới bây giờ đó, xử lý tụi này ra sao anh? Tụi nó xử lý giùm mình rồi đó. Giờ tụi công an tới đây, nó nộp mạng cho tụi mình, tụi mình mới có cơ hội thoát khỏi vòng vây công an hôm nay. Các anh không thoát đâu. Vụ trộm ác của các anh có đi đâu trên toàn lãnh thổ Việt Nam này, rồi cũng sẽ bị bắt hết mà thôi. Mày cầm mồm đi ha. Nè, mày cứ nghĩ là chúng mày có học và chúng mày sẽ biết chúng tao nghĩ gì, muốn gì và làm gì hay sao? Không, đó là lời thành thật của tôi khuyên anh. Bởi lẽ tôi biết hơn ai hết anh là người sẽ hiểu công an đã biết chính xác về anh. Việc bắt được anh chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Nếu các anh dùng chúng tôi làm con tin thì thoát thân lần này, thì thêm tội bắt cóc sẽ làm cho các anh đối diện với bản án tử hình là cái chắc. Tao cũng long trọng báo cho mày biết, hôm qua tao giết chết một người, hôm nay tao giết thêm mấy mạng nữa, không có sao đâu. Đúng chưa? Rồi dẹp hết mấy bài vớ vẩn của mày đi, thuyết giáo của mày đó. Tao quên à, em tôi chết xong chưa? Xong hết rồi. Còn tiền anh đưa cho em, anh đổi ra đô la hết rồi. Còn vàng em bỏ ngoài cốp xe. Đồ biến thái, tại sao mày rời mất tao? Mày đứa sao hả? Đồ cúng mày cúng, đồ ăn là ăn nha mày. Chạy mày. Lại. Mày chạy hả? Cứu mày lại đây. Chạy hả? Giữ nó đi. Ừ. Mày định chạy hả? Anh Trình ơi, cứu em với. Anh Trình ơi. Mày im cái miệng mày lại. Nghe chưa? Mày im chưa? Mày mà la cắt cổ mày. Cái gì? Mẹ kiếp, nó chạy đâu mất rồi? Nó chạy bên kia kìa đây cả. Bên kia kìa. Đi. Mẹ đồng quá đại ca ơi. Gặp mày rút đi gái này nữa. Đi mày, rút đi đại ca. Anh ơi, có chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy anh? Tại sao bọn chúng lại đuổi theo anh vậy? Có cái gì đâu anh. Đứng im. Hồn hộp thì đứng im. Tao giết người yêu của mày. Anh Phúc, cứu em đi anh Phúc. Đáng lẽ mày phải cắt cổ họng của chúng tao nãy giờ. Như vậy tao sẽ cảm ơn mày nhiều đó. Anh nói cái gì vậy? Kêu nó cắt cổ họng tôi hả? Bây giờ tao mới thấy là thông minh đó. Anh Phúc, anh làm gì vậy? Làm gì vậy đấy cả? Tới mày luôn nha mày. Anh là đồ cứu cản mà. Chạy nào mày, chạy đâu tao thoát mày. Đứng lên mày. Chị Quỳnh ơi, chị Quỳnh. Chị Quỳnh. Bỏ nó ra đi. Mẹ lên. Đứng xuống của tao á, tao dẫn cả chục thằng công an tới đây. Tính nào đó thân mật với tụi nó hả? Mày cứu vương, mẹ đi. Chị bị nặng nó mới cứu vương. Mẹ mẹ đó, cái góc thịt mỡ nó quan trọng hay là mày quan trọng? Bỏ bên thải đi, tao tìm gái cho mày chơi. Mẹ lên, đi đi, đi không? Cô ơi, cô. Dạ.
Cảm ơn anh. Không có gì đâu anh. Cô ta đã nói tất cả. Giờ đã bị chúng giết rồi. Đang nằm ở trong hiện trường. Cậu biết chuyện gì chứ? Ờ. Mà có chuyện gì vậy anh? Hai tên cướp đã chạy theo ngã ba Tây Ninh sông Bé rồi. Chúng đi đường rừng. Khổ nỗi chúng có bắt theo cô Ngân Hà làm con tin. Khó đây. À. Mà còn bộ Quỳnh thì sao anh? Chết rồi. Ủa lúc này bộ ấy. Thằng Phúc và đồng bọn là những tội phạm rất nguy hiểm. Cho nên một khi tiếp cận với chúng, cậu nên cẩn thận. Thôi bây giờ chuẩn bị cũng ra hướng Tây Ninh. Càng nhanh càng tốt. Tất cả lên xe. Rõ. Dạ. Đi. Mày bị cái gì nữa rồi? Mẹ nó giữ được hết xăng. Ê, đi mày. Thôi bên kia coi. Giữ nó mày. Mày đi bà. Tao bắn mày bây giờ. Cậu hết xăng hả cậu? Ừ. Đổ xăng không? Cho ba chục đi. Mày đi bà. Ủa, chuyện gì vậy ta? Lẹ đi bà già. Dạ dạ. Đổ lẹ đi. Dạ dạ. Của cậu 30. Đổ lẹ lên. Xong rồi đó cậu. Của cậu 30. Kẹt lên mày. Ném được tiền không mày? Đi xe. Cái gì vậy? Lên xe đi. Mấy chú làm gì vậy? Mày la bắn bỏ mẹ mày à. Chị ơi, cho hỏi thăm. Dạ, chào chú. Sáng giờ chị có thấy hai thanh niên và một cô gái chạy ngang qua đây không? À, ừ. Hồi nãy có anh thanh niên lại đây đổ xăng nè. Rồi đâu có trả tiền cho tôi. Rồi có một thanh niên nữa cầm súng đẩy cô gái lên xe. Mà... Đúng rồi, bọn họ đi hướng này nè. Chạy về hướng này nè chú. Chạy về hướng này nè. Hướng này hả? Mẹo đó đó chú. Được rồi, cảm ơn dạ, cô. Dạ. Các đồng chí, lùi bộ ra hiện trường. Anh em không được tùy ý nổ súng. Coi chừng có con tin. Ê. Tất cả chú ý, hành động. Đứng lại, đứng lại, đứng lại. Chết rồi đại ca ơi. Đứng lại, đứng lại, đứng lại. Xuống xe. Dậy đi. Giải đi. Tao đâu có tội gì đâu. Bắt tao làm gì? Buông ra. Buông ra. Thả nó ra. Đi. Buông ra. Buông tao ra. Thả tao ra. Thả ra. Đi. Nhanh lên. Thả ra. Đây là chìa khóa của chiếc xe SH này. Hình như trong cốp xe có một số tiền và vàng phi pháp. Em có sao không? Em thấy hơi đau đau, không biết có bị sao không nữa. Không sao đâu, lát nữa tới bệnh viện đi khám đi. Ô. À. Tặng em. Cảm ơn anh. Coi bộ cô phóng viên xinh đẹp của chúng ta đã khỏe nhiều rồi đó anh. Nè, tụi anh có một ít trái cây để cho em. Chúc em mau khỏe lại. Cảm ơn anh nha. À, nhờ anh á mà em hoàn thành bài báo một vài kỳ rồi nè. Trời, vậy cũng khoe nữa. Đây. Bài báo của tôi á có thêm vài chi tiết quan trọng nữa nè. Đâu? Đây. Đây nè. Đây. Đâu có đâu. Em chỉ bị chạy xước chút xíu thôi mà. Còn nữa nha.
tổng biên tập bên em á, nói với sếp anh là sẽ khen thưởng hành động dũng cảm của em trong kỳ báo sắp tới nữa. Thôi, không được đâu, không được đâu. Thôi Quang, cái gì? Đừng chọc em gái nữa. Phóng viên như tụi mình á mà đặt báo làm vậy á, chẳng khác nào kêu giang hồ á tới chém mình. Thôi em biết rồi, ghẹo tí thôi mà. À, em bỏ quên mấy thứ trong xe, em đi lấy nha. Thằng, có vậy cũng quên. Anh nè, em bị thương á, không nên cử động nhiều. Ủa, ba má em đâu á, mà sao không có ai vô đây chăm sóc em vậy? Trời ơi, ba má em đâu có biết chuyện này đâu. Ba má mà biết em bị như vậy á, là không cho em làm cái nghề này đâu. À, anh á, cũng tán thành ý kiến của hai bác ở nhà đó. Sao anh cổ hủ quá vậy? Không phải suy nghĩ cổ hủ, mà trên quan điểm, kinh nghiệm của anh nè. Con gái làm phóng viên không thích hợp đối diện với những tội phạm nguy hiểm đâu. Cái gì mà không thích hợp? Nếu mà từ đó giờ chưa ai làm thì em sẽ làm. Còn nếu mà muốn tự vệ thì em sẽ đi học võ. Nếu như em đã nhất quyết như vậy đó thì anh sẽ giúp em. Anh dạy em học võ hả? Không, anh không dạy em, mà anh sẽ giới thiệu cho một người bạn của anh làm huấn luyện viên Aikido á. Aikido hả? Em thích đâu. Em thích karate hơn. Tại sao? Anh không biết hả? Mấy chương trình trên TV á, họ dạy học võ vậy nè, họ dạy chặt tay nè, chặt cổ vậy nè. Thôi. Em đừng manh động. Đổi thấy chưa? Đau lắm phải không? Nhưng mà môn võ đó sẽ không thích hợp với con gái đâu. Nhưng mà em nghĩ á, em sẽ học được. Anh dạy em nha. Thôi, để anh sẽ giới thiệu bạn của anh cho. Thôi, nhưng mà em muốn anh dạy à. Em thấy á, anh chiến đấu thực tế á, còn hay hơn mấy người dạy trong trường nữa. Họ dạy chỉ để biểu diễn thôi à. Em muốn thực tế á, thì trước tiên em phải học được căn bản. Nếu em học căn bản xong, anh sẽ dạy em đúng không? Anh Trình, có người đẹp tìm. Chào anh. Chào em. Em ngồi đi. Cảm ơn anh. Sao, hôm nay kiếm anh có chuyện gì? Em nhắc anh là hứa ở bệnh viện á. Bộ em khỏe rồi sao? Chuyện nhỏ à, vết thương nhỏ xíu, làm sao mà làm khó em được. Vậy là em quyết định học rồi phải không? Đừng hối hận nghe. Học võ đó sẽ khiến em bớt xinh đẹp đó. Anh bớt tào lao đi. Hoàng á, em soạn mấy tấm hình đưa cho sếp. Anh sẽ đưa cô phóng viên xinh đẹp này á đi tập võ. Tập võ? Anh nói nghiêm túc chứ? Nghiêm túc. Đi em. Hôm nay cà phê đi đắng dã man luôn đó. Tại chú em mày, chú không uống được á thì bắt chước anh làm gì? Lần sau á cứ kêu bà Tư pha ngọt là được rồi. Anh à, anh thấy ngân hà như thế nào? Ý chú mày là sao? Từ trước tới giờ á, anh có thấy mày quan tâm tới cô gái nào đâu? Không thấy thôi chứ không phải là không có. Nhưng mà em thấy ngân hà có vẻ thích anh. Ê, đừng hiểu lầm mà nghe. Ngân hà chỉ ngưỡng mộ anh mà thôi. Với lại có một luật bất thành văn là người trong nghề không nên lấy nhau. Tại sao vậy anh? Nghề báo của mình mà, là nghề phục vụ cho mọi người, không thể phục vụ được cho bản thân. Đa số thời gian á đều ngoài đường hết, nên có thời gian đâu mà chăm lo cho những người khác nữa. Hầu như khó có thể lấy nhau vậy
thì cũng chia tay mà thôi. Nhưng mà cũng đâu có cấm là hai người không được yêu nhau đâu, đúng không? Ê, chú mày đừng có nói á là thích Ngân Hà rồi nghe. Em không dám, thậm chí là không dám nghĩ á. Nhưng mà cô ấy đúng là tinh vi, lại có tính ngang bướng, lại không thèm nghe ai nữa. Bây giờ là học võ, đấm đá tùm lum. Em không muốn trở thành bao cát cho cổ đấm đá đâu. Bầm mình như chơi đó. Alo, mình nghe đây bạn Hiền. Xin lỗi nha ông bạn, cô đồng nghiệp của bạn khó mà theo tôi được. Cô ấy tập không có đúng động tác nên trật cổ tay rồi. Xin lỗi nha bạn. Chào nha. Xin chào. Chú em mày nói đúng á. Có điều người bầm bình lần này á là siêu sao phóng viên của chúng ta. Anh uống này cho em luôn đi. Đó. Alo. Chào sếp. Sao tự nhiên Tòa Soạn lại gọi cho em vào sáng sớm như vậy? Em gái khỏe chưa? Không có gì đâu sếp. Ngày mai em có thể đi làm lại được rồi. Tạm thời em cứ nghỉ vài ngày cho khỏe đi. Dạ, cảm ơn sếp. Lần sau đừng có liều lĩnh như vậy. Nếu không anh khó ăn nói với ba của em đó. Dạ, em biết rồi. Ngày mai em sẽ không như vậy nữa đâu. Vậy thôi, chào em nha. Dạ. Thank you.
Chào người đẹp. Là anh hả? Ừ. Sao vậy? Công nhận người đẹp này có kiểu đón chào khách rất là lạ ghen. Mời anh vô nhà. Thấy chưa? Ủa, hai anh cười gì vậy? Đâu có. Không có gì. Thật ra thì bọn anh thấy thấy làm sao? Thì em đẹp. Thì thấy em bệnh. Anh với anh Trình đến thăm em. Hình như có điều gì lạ lạ. Không giống anh lắm nha. Sao anh nhiều chuyện như vậy? Khách đến nhà ông trà rượu gì hết trơn vậy? Đây là cách thăm bệnh của anh đó hả? Anh có tay có chân á thì anh tự rót đi. Thôi thôi được rồi, để em rót. Em nói đồ á, để em rót cho. Anh uống nước đi anh. Cảm ơn em. Anh thấy em vậy á, anh cũng mua một ít hoa quả gửi cho em. Quà của anh hả? Em cảm ơn anh nha. Anh uống nước đi. Cảm ơn em. Ngân Hà nè. Anh xin lỗi vì lần trước á anh đã lớn tiếng với em. Thật ra thì em mới là người có lỗi vì em tính bướng bỉnh của em. Thôi, hai người hết người này xin lỗi tới người kia xin lỗi, chắc tới chiều luôn quá. Liên quan gì tới anh chứ? Đúng là không liên quan tới anh, nhưng mà liên quan tới cái bụng anh nè. Từ sáng giờ chưa ăn gì đó cô nương. May quá em ăn sáng rồi, anh chịu khó nhịn đói đi nha. Ê, đi đâu vậy? Đỡ quá, định xuống nấu hai tô mì, bây giờ chỉ nấu một tô thôi. Thôi Hoàng, đừng có trêu Ngân Hà nữa nè. Điền phở đi anh mời. Vậy thôi anh chờ em chút nha, em vô em thay đồ cái. Em đi đi. Dạ anh chờ em. Bây giờ ổn rồi đó. Ổn gì? Vẫn còn hóng hách như xưa, nhưng mà em nghĩ là nghỉ ngơi vài bữa sẽ khỏi thôi. Lấy tờ báo đời sống pháp luật chị ơi. Dạ 5.000 cô. Cảm ơn. Dạ cảm ơn cô. Đúng là ghê thiệt, giữa ban ngày mà chúng dám giết người nữa. Tụi giang hồ bây giờ đúng là bạo gan thiệt. Không phải đâu. Người bị giết là một phụ nữ, nên tôi cho rằng đây là một vụ đánh ghen gây ra án mạng. Gì kỳ vậy nè, tự nhiên hết ngang xương rồi còn nói theo dõi tiếp kỳ 2. Không thể khoanh vùng được đâu, tôi thì chịu. Địa bàn rừng núi ba tỉnh mà tìm vị trí hoạt động của bọn cà phê tặc này thì giống như là tìm con ruồi á.
như trong cái tòa soạn báo của mình thôi. Như vậy thì sao anh? Chẳng lẽ mình không thể tìm hả? Ừ. Mấy cậu làm ăn riết tôi thấy coi không được. Gì nữa vậy sếp? Thì cái vụ giết người ở hẻm Trần Cái Xương đó. Vụ này hình như có nhóm phóng viên địa bàn đưa tin rồi mà chị. Một vụ trọng án mà chỉ đưa tin thôi sao? Các cậu nghĩ nhiệm vụ của tờ báo là thông tin đơn giản à? Đó là chuyện của những chục năm về trước. Bây giờ độc giả muốn biết nhiều hơn. Còn những chuyện đơn giản thì ai cũng biết rồi. Mình phải lăn xê lên chứ. Ý của sếp là sao em không hiểu? Là phải làm hơn các báo bạn. Người ta đăng tin rồi điều tra, phỏng vấn, phỏng đoán, rồi lại cải chính là điều tra sai. Được bao nhiêu là bài văn đăng lên nhiều ngày. Vậy cho nên là mình phải có phóng sự điều tra. Có điều em linh cảm đây là một vụ giết người mà ngẫu hứng, không có mục đích, hay là thiếu động cơ xác đáng. Các vụ giết người ngẫu hứng như thế này làm điên đầu các nhà điều tra viên trên khắp thế giới, nhưng đã xuất hiện nhiều năm gần đây. Cậu làm việc á với linh cảm và trực giác như đàn bà vậy sao? Rồi chỉ thấy vụ này á sẽ chẳng ra đầu ra đuôi gì đâu. Tôi muốn phóng sự. Tôi muốn á chính báo ta sẽ tìm ra những cái bên cạnh, cái đằng sau, cái bên trong của cái vụ giết người hơi điên đó. Làm gì có cái gì trên đời xảy ra mà không có lý do của nó. Dù lý do đó hơi điên cũng là một cái vấn đề của xã hội dưới ngòi bút của các cậu. Tiến hành đi, hai cậu cùng làm. Chị, em còn vụ cà phê tặc ở Cao Nguyên, giao lại cho nhóm phóng viên xã hội làm đi. Dạ. Anh thấy như sao? Vụ này ngay từ đầu mình đã không theo. Giờ anh em mình phải làm sao đây? Sếp giao việc á thì mình phải làm thôi. Tạm thời á thì mình đã có được thông tin của nạn nhân rồi. Em tìm hiểu thêm á về phía thông tin của nạn nhân. Còn anh á sẽ qua phòng điều tra coi có mò được thêm thông tin gì hay không. Nạn nhân là Nguyễn Thiên Ngọc Hạnh, 36 tuổi, nghề nghiệp là nội trợ. Vậy cũng kỳ. Sao mà kỳ? Là nội trợ có xích mích với ai đâu mà cũng bị giết. Nghề nghiệp và quan hệ là hai vấn đề khác nhau. Xung đột xảy ra thường là những con người đàng hoàng, nhưng những quan hệ phức tạp, án mạng từ đó mà xảy ra. Còn chồng nạn nhân là dân kinh doanh, dạo này công việc làm ăn phất lên như diều. Theo anh, có khi nào là ông này muốn giết vợ không? Cũng có thể. Nhưng tất cả cũng chỉ là giả thuyết. Còn chúng ta thì phải cần có chứng cứ xác thực. Vậy em phải tới nhà nạn nhân này để tìm thêm một số thông tin mới. Ừ, thôi, em đi đi. Để em trả tiền nha. Thôi, chỗ này để anh mời. Dạ, vậy thôi em đi nha. Tính tiền em ơi. Dạ. Ai đó, chờ chút.
Xin lỗi, anh tìm ai? Dạ thưa, đây có phải là nhà cô Ngọc Hạnh không ạ? Vâng, đúng rồi, nhưng... À, tôi là phóng viên, tôi tên là Hoàng. Hôm qua tôi có gọi điện cho anh Nhân, và anh Nhân hẹn hôm nay gặp. Mời anh vào nhà. Cảm ơn. Anh vô đi. Mời anh ngồi. Xin phép anh em vô trong pha nước. Anh Nhân em mới đi làm về, đang tắm trên lầu, cảm phiền anh đợi một chút. Em cứ tự nhiên. À, xin lỗi, em tên gì? À, em tên Oanh, em họ của chị Hạnh. Xin lỗi, cô Quanh đã làm gia đình rồi à? Không, ai nói anh vậy? À, chắc là do anh nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay tôi chứ gì. Không phải đâu, từ bé tôi vẫn thích nghịch ngợm, nên tôi mua từ hôm trước. Tôi tự đeo đấy chứ. À, xin lỗi, tôi nghiện thuốc hơi nặng. Không biết có làm phiền cô không? Ờ, à, thì anh cứ tự nhiên. À, thôi, cảm ơn cô. Nhân đây tôi cũng chia buồn cùng cô về cái chết của chị của cô. Thật là không phải chút nào khi tôi đến đây để điều tra cũng như là hỏi về một người đã khuất. Nhưng... Không thành vấn đề. Em đã phải tiếp không ít điều tra viên của công an lẫn các nhà báo. Thật ra mà nói, việc chị em bị giết, em đã có linh cảm từ trước. Có linh tính hả? Linh cảm không thì chưa đúng. Lúc ấy chị ấy đã lăng nhăng với thằng cha Bình. Em đã sợ sẽ có chuyện chẳng lành. Bình là gì của anh? Là một thằng cha đẹp trai nhưng tồi tệ. Anh muốn tìm hắn không? Anh chỉ cần đến vũ trường Phương Đông tìm Bình Vũ Sư, ai mà chẳng biết. Về chuyện này anh Nhân có biết không em? Không biết. Đó là một người đàn ông tận tụy với công việc và tin vợ đến mức mù quáng. À, anh đừng để anh ấy biết việc em vừa nói nha. Anh Nhân tận tụy với công việc có nghĩa là loại đàn ông chăm chỉ hạt bột, không có ăn chơi, lăng nhăng bồ bịch gì phải không? Sao mà không? Anh ấy khá đẹp trai, lại giàu có. Các cô gái lao vào cứ như thiêu thân ấy. Đây cũng là một bài học cho anh ấy. Chào anh. Dạ, chào anh. Chào, anh cứ ngồi đi. Dạ. Không, đừng nghĩ âm cuộc nói chuyện này. Dạ, chính tôi cũng vừa muốn hỏi với ông là có nên dùng hay không thôi. Em vào trong, anh cần trao đổi riêng với anh nhà báo này một chút. Dạ. Mời anh uống nước. Tôi đồng ý tiếp anh và sẵn sàng trả lời những câu hỏi của anh, nhưng với một điều kiện là không được đưa chuyện riêng tư của vợ chồng tôi lên mặt báo. Điều ấy sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín. Có nghĩa là công việc làm ăn của tôi. Anh có đồng ý không? Anh đặt câu hỏi, tôi trả lời, hay còn hình thức làm việc nào khác? Thật ra tôi chỉ có một câu hỏi với anh mà thôi. Ừ, câu hỏi gì? Theo ông, vì sao hay do ai vợ của ông lại bị giết? Chà, câu hỏi này thì mai ra cảnh sát điều tra mới trả lời nổi cho anh thôi. À, không. Chẳng qua tôi chỉ muốn hỏi ý kiến riêng của ông về cái chết của bà nhà mà thôi. À, vậy mà tôi cứ tưởng. Tôi khẳng định chuyện vợ tôi bị giết là bằng mười lùng. Anh căn cứ vào đâu?
Bọn này dữ dằn lắm, tụi nó chứ còn ai. Ở Sài Gòn có biết bao nhiêu là băng nhóm. Sao anh tin là do Mười Lùng làm? Nhưng Mười Lùng là ai? Hắn có liên lạc với vợ tôi vài lần. Do tình cờ tôi biết được. Tôi cũng rất lo ngại, nhưng không thể cung cấp gì cho công an hết. Bởi vì họ lúc nào cũng đòi hỏi bằng chứng xác thực mới vào cuộc. Thưa, vì sao? Nếu có liên quan đến tính mạng của một con người. À, mà anh cũng biết, do tôi ngại. Anh biết rồi đó. Tôi không muốn công an bới tung chuyện riêng tư của vợ chồng tôi, ảnh hưởng tới chuyện làm ăn. Vậy theo ông, phải bắt đầu từ đâu nếu muốn làm sáng tỏ cái chết của bà nhà? Từ Mười Lùng. Vào đi. Chào anh. Xin chào. Ngồi đi. Sao rồi anh? Công an chính thức mời nhà báo tới công tác. Hơi hiếm khi đó nghe. Anh em trinh sát báo về, có thông tin về kẻ ra tay giết cô Hạnh là dân chuyên nghiệp, tên là Trang Sát Thủ. Tên gì mà nghe ớn lạnh vậy? Nếu Trình biết Trang Sát Thủ là đàn bà thì sẽ ớn đến đâu nữa. Là đàn bà. Vậy mới nói. Cho nên anh sẽ được phép cho báo chí loan báo tin này. Sao lạ vậy? Thường thì các anh giữ kín thông tin ghê lắm. Chưa phá án khi chưa bắt được hung thủ mà. Sao lần này lại phá lệ vậy? Nghiệp vụ mà. Trang Sát Thủ nghe có vẻ chuyên nghiệp, nhưng chưa hề có hồ sơ. Và hầu như chưa có tên anh chị giang hồ nào biết. Chúng tôi đã gần như bế tắc. Trang Sát Thủ ngoài cái tên ra, còn lại hoàn toàn là ẩn số. Vậy theo ý của anh thì chúng tôi nên đưa thông tin theo kiểu nào? Chúng tôi tính sử dụng phương pháp rung chà cá nhảy. Anh hãy đưa tin một cách mơ hồ về cái tên Trang Sát Thủ và hé lộ cho y thị tin là đã có rất nhiều thông tin liên quan. Chắc chắn Trang Sát Thủ sẽ có động thái bỏ trốn hoặc phản ứng bằng cách nào đó. Lúc đó chúng tôi mới có thêm cơ hội. Theo tôi á, thì ngoài việc Trang Sát Thủ có tật rục rịch, như vậy á, sẽ có người khác cũng lộ diện mà thôi. Là ai nữa? Như đã nói á, sát thủ là nghề mang tính chuyên nghiệp. Không có lý do nào mà Trang Sát Thủ lại ra tay. Ngoài vì tiền. Cô Hạnh bị giết á, chắc là có ai đó thuê bọn sát thủ chuyên nghiệp đó anh. Chắc chắn kẻ đó sẽ còn trục trịch hơn. Khá lắm. Mà nè, mượn tay nhà báo á, thì có được khen thưởng gì không? Thì có qua có lại mà. Với ánh sáng chân lý trong hành trang cuộc đời. Với ánh sáng chân lý. Điều này hình như có nhóm công viên địa bàn đưa tin rồi mà chị. Một vụ trọng án mà chỉ đưa tin thôi sao? Em linh cảm đây là một vụ giết người mà ngẫu hứng, không có mục đích. Cậu làm việc á với linh cảm và trực giác như đàn bà vậy sao? Xin lỗi, anh tìm ai? Theo ông, vì sao? Hay do ai? Vợ của ông là bị giết? Tôi khẳng định chuyện vợ tôi bị giết đã bắt người lùng Trang Sát Thủ và cái tên Trang, còn lại hoàn toàn là ẩn số. Nghe theo ý của anh thì chúng tôi nên đưa thông tin theo kiểu nào? Xin lỗi, anh có phải là Bình Vũ Sư không ạ? Dạ, chính tôi. Có việc gì không anh? Theo anh, khả năng của Hạnh bị giết là do con bộ ví của lão chồng tên là Huy Chi. Em là Chu Chi à? Dạ. Trước đây anh có gặp em chưa? Anh Hoàng, có bưu phẩm gửi cho anh nè. Cảm ơn. Mắt rơi thắm trong niềm vui. Bên trò than của một hàng tộc Bạch, từ Bình Hưng Hòa gửi. Lần sau sẽ là trò tàn của chính anh.